hướng dẫn làm bài test PCI cho Elavon. Nếu anh chị đang sử dụng máy tính tiền của Elavon thì hàng năm anh chị sẽ được yêu cầu hoàn thành bài test PCI một lần. Nếu tiệm nào không tuân thủ thì mỗi tháng sẽ bị charge thêm phí là $20. Để hoàn thành bài test này thì Elavon sẽ gửi cho anh chị một email gọi là PCI Compliance Manager Validation Reminder. Ở góc trên bên phải sẽ là Merchant ID của tiệm anh chị. Nhấn vào đường link màu xanh đầu tiên ở phía dưới. Nếu đây là lần đầu đăng nhập thì anh chị sẽ cần phải reset lại password bằng cách nhấn vào Forgot Your Password rồi nhập MID và email của tiệm vào form. Vì tài khoản này đã được tạo từ trước đó nên em chỉ cần copy số MID rồi nhập password để đăng nhập. Tiếp đó nhấn Login để truy cập vào bài test. Chọn Start Business Profile. Chọn Next để tiếp tục. Sau đó tiến hành làm bài test bằng cách nhập câu trả lời tương tự như trong video. Ở câu hỏi này, nhập tên máy tính tiền mà anh chị đang sử dụng. Ví dụ ở đây em chọn máy PEX A920. Tiếp tục hoàn thành những câu hỏi còn lại. Ở bước này, câu đầu tiên, anh chị nhập loại hình doanh nghiệp cũng như địa chỉ của tiệm anh chị. Ở câu dưới, anh chị điền như trong video. Còn ô cuối sẽ yêu cầu anh chị mô tả lại những thiết bị dùng để lưu trữ thông tin thanh toán của khách hàng cũng như tiến hành giao dịch với khách hàng. Ví dụ như anh chị xài loại máy tính tiền gì, máy POS nào, những thiết bị đó có liên kết với nhau hay không. Trả lời xong câu hỏi này, anh chị nhấn Next để đến bước tiếp theo. Nếu hệ thống ghi là You are not compliant thì anh chị sẽ cần nhấn vào View Summary để trả lời thêm những câu hỏi bổ sung. Đọc và hoàn thiện toàn bộ những câu hỏi còn thiếu. Nếu tất cả các mục ở bên tay phải hiện dấu tích xanh thì là đã được hoàn thành. Khi đó, anh chị nhấn vào Confirm Your Compliance, hoàn thiện thông tin cửa tiệm. Cuối cùng, nhấn Confirm Your Attestation nữa là xong. Kiểm tra lại Summary nếu thấy status là compliant, tức là đã thành công. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.